Hiện nay thì ở ngoài tự nhiên thì những con vật hoang dã thì cái số lượng nó còn rất là khan hiếm. Dạ. Và hai nữa là bên nhà nước thì cũng đang thắt chặt rất là nhiều về cái phần săn bắt ở ngoài tự nhiên. Dạ. Chính vì như thế thì khi mà bà con chăn nuôi mà muốn tìm hiểu về con giống hoặc là mình bắt con giống ấy, thì mình cũng nên đến những cái trang trại lớn có quy mô, có đầy đủ thủ tục giấy tờ để mình lựa chọn con giống, chứ không nên mua trôi nổi ngoài thị trường. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Hiện nay thì xã hội ngày càng phát triển và cuộc sống của bà con Việt Nam mình thì không còn khó khăn như ngày trước. Tuy nhiên thì bên cạnh đó vẫn có một số bà con thì không phải ai sinh ra cũng đã có một cái cuộc sống mơ và đã có một cái cuộc sống đủ đầy. Tuy nhiên thì với một số người thì người ta có nghị lực và người ta chịu khó học hỏi, tìm tòi và vươn lên vì cái sự khó khăn đấy của mình và vượt nghèo làm giàu. Tuy nhiên thì cũng có người bỏ mặc cho số phận. Và hôm nay thì tôi xin mời đến chương trình một nhân vật là một tấm gương sáng trong việc là khởi nghiệp đi lên từ một cuộc sống rất là khó khăn. Và cũng xin giới thiệu lại một lần nữa với bà con. Bên cạnh tôi đây là anh Khiêm. Tuy còn rất là trẻ tuổi nhưng mà hiện nay thì anh Khiêm đã là chủ của một chuỗi trang trại chăn nuôi động vật hoang dã trên cả nước. Khi mà gặp gỡ anh Khiêm cũng như là tìm đến những cái mô hình chăn nuôi của anh thì chắc chắn là bà con sẽ không biết đến một cuộc sống cơ cực mà anh Khiêm đã từng trải qua. Và để có được cái thành công như ngày hôm nay là cả một sự nỗ lực cố gắng của anh trong những năm qua. Em chào anh Khiêm ạ. Dạ, chào chị ạ. Kính chào bà con. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khiêm. Hiện nay đang chăn nuôi các loại động vật hoang dã thì có điển hình như là con dúi, con giòn và con chồn mốc. Dạ, anh Khiêm ơi, như bản thân anh Khiêm thì còn rất là trẻ tuổi, vậy lý do vì sao mà anh lại lựa chọn khởi nghiệp từ cái nghề chăn nuôi này vậy ạ? Thì cũng xin chia sẻ với chị và bà con là trước đây thì tôi được sinh ra và lớn lên ở trong một gia đình thuần nông, có cái cuộc sống rất là khó khăn. Thì khi mà được lớn lên ở trong gia đình như vậy thì gia đình chủ yếu là làm nông nghiệp, là trồng lúa, trồng khoai, trồng sắn để kiếm thu nhập trang trải cho gia đình. Thì bố mẹ thì cũng khó khăn như vậy, cho nên là tôi thì khi mà được lớn lên ấy, từ khi còn nhỏ thì cũng đã được theo chân cha mẹ là lên rừng bóc măng, lấy củi rồi là săn bắt để kiếm thêm thu nhập về trang trải cho cuộc sống gia đình. Thì khi mà được lên rừng như vậy thì cũng có những lần đi bắt con dúi. Thì khi mà bắt con dúi về bán như vậy thì khi cũng có khi là bắt được những cái con lớn, con to để về mình bán thì người ta cũng rất là thích. Nhưng mà có những lần thì đi bắt được những cái con nhỏ nhỏ thì về thì người mua, người thương lái người ta lại chê là nhỏ này, rồi là những con này thì nó họ mà mua ấy, thì cái giá trị của nó cũng không được cao. Sau nhiều lần như vậy thì cũng nhận thấy là cái con dúi này khi mà nó còn nhỏ như vậy thì mình sẽ bị chèn ép cái giá và người ta sẽ gần như là người ta không muốn mua của mình. Thành ra là mình đã có cái ý định là mình sẽ chăn nuôi cái con dúi này để khi mà nó lớn hơn thì mình sẽ bán để cho nó đem lại được cái hiệu quả tốt hơn. Qua cái quá trình mình chăn nuôi như vậy thì mình nhận thấy là cái con dúi này khi mà mình chăn nuôi thì nó cũng đem lại được cái hiệu quả rất là tốt. Và khi mà mình chăn nuôi trong cái môi trường là nuôi nhốt ấy, bán tự nhiên như vậy thì mình cũng cho nó ăn cái thức ăn gần giống với lại ngoài tự nhiên nó tìm ăn. Ví dụ như là cây tre, cây mía, cây cỏ voi hoặc là những cái củ khoai, củ sắn. Thì cái chất lượng thịt khi mà người ta có phản hồi lại là cái chất lượng thịt của nó thì nó cũng không thua kém gì so với lại ngoài tự nhiên. Chính vì như thế thì mình cũng đã có cái ý tưởng là mình sẽ phát triển chăn nuôi cái con dúi này. Dạ. Thưa anh Khiêm, thì như bản thân anh thì anh sinh ra và lớn lên tại vùng núi phía Bắc như thế thì khi mà mình có cái con dúi, mình đào được cái con dúi đấy mình bán cho người ta thì người ta có thu mua với cái giá cao không ạ? Thì lúc mà mình bán con dúi đấy thì cái giá trị của nó so với bây giờ thì nó rất là thấp, nhưng mà nếu mà so với lại cái thu nhập từ cái việc là trồng trọt
cây khoai rồi cây lúa thì nó cũng đạt được cái hiệu quả rất là cao rồi. Lúc mà mình mới lớn như vậy thì cái giá trị của nó cũng chỉ là vài chục nghìn đến trăm nghìn một ký thôi, chứ nó chưa được là 600-700 nghìn như bây giờ. Nhưng mà so với lại cái nguồn thu nhập từ cây khoai, cây sắn thì nó cũng rất là lớn. Dạ. Như vậy là bản thân mình thì đã từng tiếp xúc và đã gặp gỡ nó từ rất là sớm. Vậy thì từ khi nào mà anh quyết định là và anh nung nấu quyết định là mình sẽ chăn nuôi những cái con này và mình mở rộng quy mô để mình có những nhiều thương phẩm hơn để mình xuất bán cho bà con ạ? Thì thật ra thì lúc đầu mà như nãy mình cũng vừa mới chia sẻ là mình cũng có đem về mình chăn nuôi được con rúi ấy, thì lúc đầu là cũng một là vì niềm đam mê với nó, là mình thích chăn nuôi nó, và hai nữa là cái khi mà mình chăn nuôi như vậy thì mình cũng kiếm thêm được thu nhập. Nhưng mà sau khi cái khoảng thời gian mình chăn nuôi như vậy thì mình cũng chỉ chăn nuôi gọi là số lượng nó rất là ít thôi, và mình chăn nuôi cái rúi rừng thôi. Chứ còn sau này khi mà lớn hơn một chút, khoảng 5-17 tuổi thì mình cũng vì là hoàn cảnh gia đình khó khăn mà, thì mình cũng có đi làm ở ngoài, thì mình thấy ở nhà hàng người ta có những nhà hàng người ta thu mua cái con rúi này để làm thực phẩm ấy, thì mình biết được cái giá trị của nó ở ngoài thị trường rất là lớn. Chính vì như thế thì mình cũng có cái ý tưởng là tại sao mà tại địa phương của mình ấy, thì nó hiện nay cái con rúi nó cũng còn rất là nhiều, và tại sao mình lại không có thể là mình chăn nuôi và mình phát triển đàn lớn hơn để mình tạo thêm thu nhập. Đấy, thì chính vì như thế thì mình về mình cũng có bàn bạc với lại gia đình bố mẹ là mình sẽ bắt tay vào mình chăn nuôi con rúi, và mình đã khởi nghiệp với con rúi này. Dạ, tức là khi mà bắt đầu tay vào khởi nghiệp thì mình có nhiều vốn thì mình bắt tay vào chăn nuôi nó không anh? Thì thật ra là lúc đó thì mình cũng có đi làm ở ngoài, thì khi mà mình đi làm ở bên ngoài thì mình cũng có tiết kiệm được một chút tiền, chắc là nó cũng khoảng hơn chục triệu. Đấy, thì về thì mình cũng có nói chuyện với lại bố mẹ là cũng có vay mượn thêm, và mình đã chăn nuôi con rúi. Thì lúc đầu thì mình cũng đi tìm hiểu và đi thu mua lại của bà con khi mà bà con bắt được, thì về cũng gặp rất là nhiều khó khăn khi mà mình lúc đầu thì mình chăn nuôi với số lượng một vài con thì nuôi được, nhưng mà khi mà mình mua với cái số lượng lớn về mình chăn nuôi như vậy thì nó mới ở rừng về thì nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn, không kiểm soát được đầu vào. Đúng rồi, thì cái chất lượng con giống này rồi là cái sức khỏe của nó ấy, thì nó khác nhau rất là nhiều. Bởi vì là khi mà mình vừa mới bắt ở ngoài tự nhiên về mà mình nuôi nhốt lại thì nó bị lệch cái môi trường sống và cái nguồn thức ăn của mình nữa. Thành ra là khi mà mình chăn nuôi với số lượng nhiều như vậy thì nó cũng bị hao hụt rất là nhiều. Nhưng mà vì là mình có niềm đam mê và mình cũng có chăn nuôi từ trước rồi, thành ra là mình cũng học hỏi và mình tìm hiểu thêm. Đấy, sau đó thì mình cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm và mình đã chăn nuôi thành công con rúi này. Dạ, vậy thì khi mà anh Kim đã chăn nuôi thành công và nhận thấy là cái thu nhập từ con rúi này nó mang lại cũng khá là tốt như thế, thì ở địa phương mình thì bà con có học theo cái mô hình của mình để chăn nuôi không anh? Thì cũng có rất là nhiều bà con học theo, nhưng mà khi đó thì bà con cũng nghĩ là khi mà chăn nuôi ra rồi thì bán ở đâu, bán cho ai. Chính vì như thế thì mình cũng đã tìm hiểu thêm về cái phần đầu ra, và mình đã kết nối được với những cái nhà hàng và những thương lái lớn để người ta đảm bảo cho mình cái phần đầu ra, và mình cũng đã đứng ra và mình cũng là một đơn vị trực tiếp bao tiêu tại địa phương cho bà con, giúp bà con tại địa phương. Khi mà bà con chăn nuôi ra thì mình cũng đã gần như là mình bao tiêu lại cái phần thương phẩm cho bà con để bà con yên tâm vào chăn nuôi hơn. Thưa anh Kim, thì như em được biết thì bản thân anh Kim thì không những là người chăn nuôi con rúi rất là thành công, và bên cạnh đấy thì trang trại mình còn rất là nhiều giống vật nuôi khác, điển hình như là con rúi, điển hình như là con trồn hay là con giòn, hay là ngay cả là con treo treo ở trong khu vực miền Nam này nữa. Vậy thì vì sao mà khi mà mình đã phát triển thành công con rúi rồi, thì theo em nghĩ là nếu mà mình thành công với con vật nào đấy thì mình sẽ mở rộng quy mô, mình phát triển nó rộng hơn,
mà mình lại lựa chọn cho mình một cái hướng đi, đấy là mình sẽ kết hợp nhiều con vật để mình chăn nuôi như thế ạ. Thì như chị và bà con cũng biết đấy, khi mà mình đang không có gì trong tay, còn đang lo bữa cơm ăn hàng ngày ấy, thì mình cũng chỉ muốn là làm sao kiếm được đủ cơm ăn, áo mặc và cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thôi. Nhưng mà khi mà mình đã có đủ cơm ăn áo mặc rồi thì mình lại muốn là ăn ngon mặc đẹp hơn. Và khi mà mình đã có kiếm được 10 triệu thì mình lại muốn là mình kiếm được 100 triệu. Nhưng mà khi mà mình đã có kiếm được 100 triệu và mình có 100 triệu ở trong tay thì mình lại muốn nhiều hơn nữa, mình cũng muốn có 1 tỷ, 2 tỷ và nhiều hơn nữa cơ. Đấy, chính vì như thế thì mình cũng nung nấu là mình làm sao để mình phát triển thêm về cái ngành chăn nuôi này để nó thành công hơn. Và khi mà mình đã có cái thành công về con dúi này rồi, đã có mở rộng được thị trường và đã có mở rộng được quy mô rồi, thì mình lại có đi gặp gỡ các khách hàng bên nhà hàng ấy, thì người ta cũng có đề cập đến là tại sao bên đơn vị mình lại không có cái hàng thương phẩm của con giòn và cái con trồn. Thì mình cũng có tìm hiểu thì biết được là cái giá trị thương phẩm của con giòn và con trồn này thì nó cao, nó rất là cao và cao hơn con dúi rất là nhiều. Chính vì như thế thì mình đã bỏ thời gian ra, mình đi tìm hiểu về cái con giòn và con trồn này. Thì cũng sau một vài tháng mình đi tìm hiểu và mình đã biết được cách chăn nuôi, cách chăm sóc của con giòn và con trồn. Thì mình đã về mình xây dựng chuồng trại để mình chăn nuôi con giòn và con trồn này. Dạ. Như thế thì khi mà mình đã thành công với con dúi rồi thì đến lúc đấy thì mình đã không phải lo về đồng vốn nữa rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi, thì khi mà mới đầu phát triển ấy, thì thật ra là khi mà mình đã có cái thu nhập từ con dúi ổn định rồi thì mình đầu tư sang con trồn và con giòn thì nó cũng không có quá nhiều khó khăn. Nhưng mà tuy rằng thì khi mà phát triển rộng quy mô và cái số lượng con giống tới vài trăm đôi ấy, thì nó cũng là một cái vấn đề rất là lớn, bởi vì là cái giá trị con giống của con giòn và con trồn thì nó không phải như con dúi, chỉ một thời điểm đấy thì cái con dúi thì nó chỉ nếu như mà con dúi nhỏ nhỏ ấy, thì nó chỉ có giá là vài trăm nghìn một cặp thôi, nhưng mà con giòn thì nó, con giòn và con trồn thì nó cả chục triệu trên một cặp. Thành ra là cái vấn đề để mà đầu tư với một cái số lượng con giống lớn như vậy thì cũng rất là cần phải cân đo đong đếm. Dạ. Như vậy là lúc bắt đầu chăn nuôi thì mình chăn nuôi với số lượng nhiều luôn này. Thì lúc đó thì mình cũng đã tìm hiểu rất là kỹ rồi. Thành ra là khi mà mình đã tìm hiểu kỹ và mình đã có thành công khi mình chăn nuôi con dúi rồi thì mình cũng đã bắt tay vào và đầu tư lớn luôn. Và mình thành lập trang trại để mình làm trang trại để mình chăn nuôi con giòn và con trồn luôn. Dạ, có nghĩa là khi đấy là khi mà mình đã biết về thị trường của nó rồi thì là mình gần như là mình dồn hết toàn lực để mình bắt tay vào chăn nuôi cái con dúi, con trồn và con giòn này đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Như thế thì khi như bản thân con dúi thì bản thân anh cũng chia sẻ là mình bắt được và mình chăn nuôi từ khi bản thân mình cũng chăn nuôi từ khi rất là nhỏ. Nhưng mà như đến khi chăn nuôi con giòn hay con trồn thì gần như là đến khi mà mình thành công với con dúi rồi thì mình mới đi tìm hiểu. Thế thì trong cái thời gian đầu mà mình chăn nuôi thì mình có gặp khó khăn gì không anh? Cũng có chứ. Bởi vì là cái về cái nguồn thức ăn này, về tập tính sinh hoạt và cái cách chăm sóc của nó thì hoàn toàn khác con dúi. Thì nhưng mà được qua cái quá trình mình tìm hiểu một vài tháng ấy, thì mình cũng có biết về sơ lược về nó. Thành ra là khi mà mình chăn nuôi thì mình cũng đã được học hỏi rồi, thì mình cũng cảm giác là nó cũng dễ dàng hơn khi mà mình bắt tay với con dúi. Dạ. Bởi vì là khi mà con dúi thì mình hoàn toàn là bằng kinh nghiệm tự nhiên tự mình học. Dạ. Thành ra là nó cũng có phần khó khăn hơn. Dạ. Như vậy là khi mà mình đã chăn nuôi thành công rồi, phát triển thành công ba cái giống vật nuôi này rồi, và từ đâu mà anh lại nảy sinh ra cái ý định là mình sẽ mở rộng quy mô trang trại tại nhiều địa phương khác nhau trên cả nước? Vì như em thấy là nếu như mà mình bỏ tiền mà mình đầu tư trang trại tại địa phương anh, vì anh sinh ra ở Tuyên Quang đúng không ạ? Dạ, đúng. Thì cái giá đất, giá trị đất của nó, mà nhất là mình chăn nuôi thì ở những cái khu đất nông nghiệp mình dựng trại lên thì nó sẽ rẻ hơn nhiều so với việc là mình đầu tư ở các cái tỉnh thành đúng không? Thì thật ra là như thế này, thì mới đầu ấy thì mình có cái ý tưởng là mình sẽ chăn nuôi để mình bán con thương phẩm là chủ yếu. Nhưng về sau ấy thì khi mà mình đã phát triển thành công rồi thì cũng có nhiều bà con biết đến,
và bà con cũng muốn là bên trang trại chia sẻ cho bà con về kỹ thuật chăn nuôi và chia sẻ cho bà con về phần con giống để về bà con phát triển. Thì mình cũng nhận thấy là khi mà mình chia sẻ được cho bà con như vậy thì cũng giúp đỡ được bà con là phát triển kinh tế. Và thêm nữa là khi mà bà con chăn nuôi ra như vậy rồi thì bà con có con thương phẩm, mình lại bao tiêu lại con thương phẩm cho bà con thì mình cũng có phần lợi nhuận ở trong đó. Chính vì như vậy thì mình cũng đã phát triển thêm các cái trang trại ở các cái khu vực khác. Thì bởi vì là khi mà mình xuất bán con giống cho bà con, mình chia sẻ con giống cho bà con thì nhiều bà con ở khu vực xa cũng không thể đến trực tiếp tại Tuyên Quang, thì đường xá nó xa xôi rồi là địa lý cách trở nữa, thì mình cũng phát triển thêm các trang trại ở các khu vực khác, điển hình như là khu vực Hà Nội, miền Trung thì có ở Quảng Nam. Khu vực miền Nam này thì có hai cơ sở, một là ở khu vực Đồng Nai và hai nữa là ở Vĩnh Long. Dạ. Thưa anh, thì như em được biết là những cái giống vật nuôi này thì như con dúi thì hiện nay thì đã khi mà mình chăn nuôi thì nhà nước đã thoáng hơn rồi, thì không cần phải giấy tờ của kiểm lâm cấp nữa. Tuy nhiên thì vẫn cần phải có giấy tờ nguồn gốc của bên trang trại. Và như đối với con giòn và con chồn thì gần như là vẫn cần phải giấy tờ bên kiểm lâm, người ta kiểm soát rất là kỹ. Thì trang trại mình thì đang có rất là nhiều như thế, thì tất cả các trang trại là mình đã có giấy tờ của bên nhà nước cấp chưa? Hoàn toàn các cơ sở trang trại hiện nay thì cũng đã được bên kiểm lâm địa bàn, người ta xác nhận là đơn vị mình đang chăn nuôi và người ta có cấp mã số trang trại. Rồi là khi mà mình bàn giao con giống cho bà con thì bên mình cũng có cái giấy tờ đảm bảo là về cái nguồn gốc xuất xứ của con giống để giao cho bà con khi mà bà con về chăn nuôi và phát triển. Dạ. Có nghĩa là nếu như bà con bắt con giống mà bắt tay vào chăn nuôi thì bên trang trại mình là bên sẽ chịu trách nhiệm là mình sẽ cung cấp giấy tờ chăn nuôi cho bà con. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì bên trang trại sẽ có trách nhiệm là đảm bảo đầy đủ về phần giấy tờ thủ tục cho bà con. Dạ. Như cách đây khoảng mười mấy 20 năm thì anh Khiêm có thể đi lên rừng để bắt cái con vật nuôi này về chăn nuôi được. Tuy nhiên thì với cái thời điểm hiện tại, nếu như bà con mà mua con giống tràn lan trôi nổi mà không có giấy tờ đi kèm, hay là mình mua của những bà con bắt được trên rừng về, thì những cái con giống đấy sẽ bị kiểm lâm người ta tịch thu và có thể sẽ liên quan đến vấn đề là vi phạm pháp luật nữa. Dạ, đúng không rồi. Anh? Dạ. Bởi vì là hiện nay thì ở ngoài tự nhiên thì những con vật hoang dã thì cái số lượng nó còn rất là khan hiếm. Dạ. Và hai nữa là bên nhà nước thì cũng đang thắt chặt rất là nhiều về cái phần săn bắt ở ngoài tự nhiên. Dạ. Chính vì như thế thì khi mà bà con chăn nuôi mà muốn tìm hiểu về con giống hoặc là mình bắt con giống ấy, thì mình cũng nên đến những cái trang trại lớn có quy mô, có đầy đủ thủ tục giấy tờ để mình lựa chọn con giống, chứ không nên mua trôi nổi ngoài thị trường. Dạ. Và nếu như mà bà con mà bắt con giống bên trang trại anh thì anh có đảm bảo quyền lợi về bảo hành con giống cũng như là chất lượng con giống, và mình có đồng hành hỗ trợ cùng bà con trong suốt quá trình bà con chăn nuôi không? Cũng xin chia sẻ với chị và bà con là khi mà bà con muốn tìm hiểu và muốn bắt con giống ở bên trang trại thì bên trang trại sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình về phần kỹ thuật chăn nuôi, về phần cách làm chuồng trại và cách lựa chọn con giống. Hai nữa là về phần giấy tờ thủ tục thì bên trang trại cũng có hỗ trợ đầy đủ các cái phần giấy tờ thủ tục pháp lý để bà con về chăn nuôi. Và thêm nữa là khi mà bà con đã bắt con giống về chăn nuôi ấy, thì bên trang trại cũng có hỗ trợ trực tiếp về cái phần kỹ thuật chăn nuôi theo từng thời gian một. Ví dụ như là bất kể cái thời gian nào mà bà con cần đến thì cứ có thể là liên hệ qua điện thoại hoặc là đến trực tiếp tại trang trại, thì bên trang trại sẽ hỗ trợ cho bà con. Dạ. Như vậy là nếu như bà con nào mà đang có ý định là tìm hiểu hoặc là muốn tham quan mô hình của anh Khiêm thì bà con có thể liên hệ trực tiếp cho anh theo số điện thoại đang được ghim trên góc màn hình, hoặc là đến trực tiếp các cơ sở chăn nuôi của anh. Và địa chỉ thì anh Khiêm cũng vừa chia sẻ tại rất là nhiều tỉnh thành trên cả nước. Bà con có thể liên hệ trực tiếp cho anh Khiêm để anh Khiêm hướng dẫn cũng như chỉ đường bà con đến tận trang trại, đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Em cũng cảm ơn anh Khiêm đã có những chia sẻ rất là chân tình ạ.